chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bin Talk. Người ta thường nói trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơi chơ. Và đến với ngày hôm nay thì những câu chuyện nhà bạn cãi nhau đêm nay thì ngày mai đã có thể nhan nhản khắp các website bên kia thế giới. Thì những tin đồn ngày xưa đã có thể giết chết cả một công ty không phải là chuyện quá lạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề đặc biệt này nhé. Top 10 tin đồn từng khiến các công ty đình đám gần như phá sản. 10. Kẹo Pop Rock ăn vào nổ bụng. Những người lớn lên trong thập niên 80 chắc chắn sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên chúng ta nghe đến câu chuyện John Kilchrist, diễn viên đóng vai Little Mickey trong quảng cáo ngũ cốc Lion. Và người ta đồn rằng Mickey đã chết khi dạ dày của anh ta bị nổ tung sau khi ăn kẹo Pop Rock và uống một cốc Coca-Cola. Sự carbon hóa của soda đã khiến kẹo nở ra nhanh và dạ dày không thể chứa được, khiến nó phát nổ. Không biết rằng câu chuyện này bắt đầu từ đâu, nhưng nó đã lan truyền rất nhanh chóng trong cộng đồng. Và thế là mọi người khích bác nhau để thử lòng can đảm, còn những đứa trẻ thì bị cấm mua kẹo. Câu chuyện ngày càng lan xa khiến Bob Rock ngày càng giảm doanh số. Những chiến dịch quảng cáo đưa hình ảnh Mickey vẫn còn sống xuất hiện khắp nơi, nhưng nó càng làm mọi người đưa ra nghi ngờ rằng đó là một Mickey giả. Rồi cuối cùng câu chuyện ấy không được người ta tin nữa, nhưng lại không phải là trước khi nó gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho hãng kẹo Pop Rock. Hãng này thậm chí đã ngừng hoạt động vào giữa những năm 80, nhưng sau đó quay trở lại với người tiêu dùng. 9. Kẹo Bubble Jam từ trứng nhện. Năm 1976, Life Saver giới thiệu kẹo cao su mềm đầu tiên ra thị trường, nó có tên là Bubble Jam. Rất nhiều người đến nay vẫn còn ưa chuộng nó, nhưng đã từng có thời điểm nó là nỗi sợ cho tất cả mọi người. Khi Bubble Jam tung ra thị trường, nó đã ngay lập tức trở thành một sản phẩm kẹo cao su số 1 tại một số quốc gia. Nhưng với sự nổi tiếng thường đi liền với những mối quan tâm thái quá, và mọi người bắt đầu đặt câu hỏi, làm sao mà người ta có thể khiến nó trở nên mềm mại như vậy? Khi công chúng không nhận được câu trả lời, thì họ bị luôn ra một câu chuyện mà ai cũng tin. Năm 1977, khi câu chuyện lần đầu tiên xuất hiện, công ty sản xuất Bubble Jam đã sử dụng trứng nhện để tạo ra sự mềm mại, nhẹ nhàng cho những viên kẹo cao su. Và đương nhiên, tin đồn này đã bắt đầu tác động không tưởng đến doanh số bán hàng. Mọi người không còn mua nó nữa. Lifesaver đã cố gắng PR cứu vãn tình hình, nhưng dường như những con nhện trên cái mạng nhện mà người ta đồn còn di chuyển nhanh hơn. Lifesaver đã rơi vào tình trạng khó khăn và họ phải làm gì đó để giữ lợi nhuận không bị giảm. Họ đã tung ra một bài quảng cáo toàn trang trên các tờ báo trên cả nước với tiêu đề là người nào đó đã nói dối về một sản phẩm rất tốt. Và đương nhiên, phải mất thêm một khoảng thời gian nữa thì mọi thứ mới trở lại như cũ. 8. Taco Bell cuộn thịt bò hay thịt thú cưng. Taco Bell xuất hiện từ năm 1962, nhưng vào năm 2011, một tin đồn gần như đã khiến món ăn này trở nên không còn chỗ đứng trên thị trường. Người ta cho rằng tin đồn bắt đầu vì chính Taco Bell đưa ra tuyên bố rằng thịt mà họ làm trong sản phẩm có đến 88% là thịt bò. Vào tháng 1 năm 2011, một vụ kiện đã nổ ra để chống lại công ty này vì họ cho rằng quảng cáo của công ty này là sai sự thật. Những người kiện đã đưa ra lý do rằng Taco Bell sử dụng hỗn hợp trong đó có 65% chất phụ gia, bảo quản và chất kết dính, chứ không phải là thịt bò. Câu chuyện không dừng lại ở đó, nó trôi nổi trong vực thẳm của những vụ kiện xuất hiện trên các trang tin tức thế giới hàng tuần. Trong bài báo, họ tuyên bố rằng họ đã điều tra và phát hiện ra Taco Bell đang nhập khẩu thịt chó và thịt mèo từ Trung Quốc. Không biết ai đúng ai sai, nhưng có một điều chắc chắn là nó đã tác động không nhỏ đến hãng này. 7. Snapple và chữ K gây hiểu nhầm. Vào những năm 90, Snapple đã bị biến thành trung tâm của một vài tin đồn mà hầu như tất cả mọi nhãn hàng đều không muốn dính đến. Lần đầu tiên, tin đồn liên quan đến những chai Snapple là về một bộ phận giải phẫu của nam giới đã bị kẹt trong những cái chai ấy. Ngoài ra, nó còn có một số tin đồn khác nghiệt ngã hơn. Mọi chuyện bắt đầu khi Snapple phát hành dòng nước uống mới của mình với hình ảnh của một bữa tiệc trà Boston trên một con tàu trong một bến cảng khá thơ mộng. Chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ gây ra ảnh hưởng xấu gì. Cho đến khi người ta nói rằng con tàu trong bến cảng mà họ sử dụng đang mô tả cảnh của một nô lệ. Snapple đã cố gắng thay đổi hình ảnh nhưng đã quá muộn. Chữ K có nghĩa là Ku Klux Klan mà Snapple muốn nói lại biến thành chữ K xuất hiện trên các tàu nô lệ. Và thế rồi mọi người bắt đầu tẩy chay nó. Có lẽ từ đây Snapple đã phải cẩn thận hơn trước khi làm quảng cáo cho những sản phẩm mới của mình.
Và cũng hên là Snapple đã vượt qua được, không thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ uống được những sản phẩm đặc biệt mà họ làm ra. Sáu, ống tiêm trong chai Pepsi. Năm 1990, một nhân viên ở cửa hàng miền Đông Ontario đã phát hiện ra thứ gì đó trong chai Pepsi của anh ta mà lúc đầu anh nhầm tưởng là ống hút. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, anh ta lại phát hiện nó là một ống tiêm. Chai Pepsi này được chuyển đến văn phòng của Bộ Y tế và Phúc lợi Canada. Một cuộc điều tra đã diễn ra nhưng không có câu trả lời nào được đưa ra thỏa đáng. Người ta cho rằng thủ phạm có khả năng là một nhân viên bất mãn làm việc trong công ty đồ uống đóng chai Eastlands, Ottawa, Ontario. Tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa khi cơn hoảng loạn ống tiêm trong Pepsi lại diễn ra vào năm 1993. Một lần nữa, kim tiêm trong những chai Coca màu đỏ, trắng và xanh đã gây tiếng vang dữ dội. Vào tháng 6 năm 1993, tại Washington, một người đàn ông 82 tuổi tuyên bố anh ta đã nhìn vào bên trong lon đài ép Pepsi để xem có giải thưởng hay không thì phát hiện bên trong là ống tiêm. Nhiều báo cáo tiếp theo và tổng cộng có hơn 50 kim tiêm đã xuất hiện nằm trải rác trong cả nước. Hầu hết họ đã tìm thấy những kim tiêm, nhưng cũng có người tìm thấy đạn, ốc vít và dụng cụ ma túy. Việc giả mạo sản phẩm đã nhanh chóng bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ loại trừ, nhưng họ lại không loại trừ trường hợp có những người muốn kiếm tiền nhanh chóng từ công ty Pepsi. Người ta tin rằng công ty Pepsi đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trả tiền để ngăn mọi người đừng đưa họ ra tòa và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Nhưng sau đó, có khoảng 20 người đã bị bắt và hầu hết những người khác đã rút lại yêu sách của mình khi người ta phát hiện những gì họ nói là giả. Pepsi đã phát động một chiến dịch trấn an các sản phẩm của họ là an toàn và đưa báo chí vào các nhà máy để chứng minh rằng hầu như không thể đặt các vật thể vào lon trong quá trình đóng chai. Nhưng nếu có ai hỏi trường hợp đầu tiên có chính xác hay không, thì vì có một vài bí ẩn chưa được giải quyết nên chưa ai dám trả lời chính xác cả. 5. Proctor và tin đồn thờ cúng Satan. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1994, Chủ tịch Procter & Gamble đã xuất hiện trên Phil Donahue Show và thông báo rằng do sự cởi mở của xã hội, ông tuyên bố sẽ liên kết với nhà thờ Satan. Ông đã gây sốc cho người dùng rằng một phần lợi nhuận của B&G sẽ được quyên góp cho nhà thờ. Thế là tự nhiên vác đá đập chân mình, nó đã xuất hiện những ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh. Và thế là công ty này lật mặt như lật bánh tráng. Họ nói rằng không có chủ tịch nào của B&G từng tham gia Donahue và dân chúng cũng không vừa khi bắt đầu tìm kiếm manh mối trong các sản phẩm mà họ sản xuất. Khi mọi người chỉ vào người đàn ông mặt trăng có sừng kỳ lạ và 13 ngôi sao trên nhãn hiệu, công ty này đã giải thích rằng 13 ngôi sao là một sự tôn kính đối với 13 thuộc địa ban đầu của Hoa Kỳ. Phần người đàn ông trên mặt trăng chỉ đơn giản là hình ảnh phổ biến tại thời điểm logo được tạo ra mà thôi. Nhưng nó dường như đã không giúp ích được gì. Năm 1991, họ đã sửa đổi logo và một vài năm sau đó, họ đã bỏ luôn nó. Việc này dường như đã giúp ích nhiều hơn. 4. Girl Scout Cookie có chứa mảnh thủy tinh. Năm 1985, có một số mảnh thủy tinh được tìm thấy trong những chiếc bánh. Một số người đã tuyên bố rằng họ đã bị thương sau khi cắn một chiếc bánh quy. FBI đã được gọi đến và việc thu hồi những chiếc bánh cookie đã bắt đầu. Nhưng thật kỳ lạ là vụ bê bối đã không khiến công ty Girl Scout tồi tệ như dự đoán. Có vẻ như mọi người vẫn muốn ăn những chiếc bánh cookie và họ không mấy quan tâm đến những câu chuyện ngoài kia. Tuy nhiên, theo dự đoán, doanh số mà công ty này sẽ mất là tới hơn 1 triệu đô la. Nhưng thiệt hại mà thực tế họ nhận được chỉ là hơn 300.000 đô la mà thôi. Người ta tin rằng đây có thể chỉ là một trò đùa hoặc là những người đang muốn tìm kiếm sự chú ý và mọi thứ trở lại bình thường. 3. Đạo sinh nữ và kế hoạch hóa gia đình. Vào cuối năm 2015, một nhóm phụ huynh bắt đầu có hứng thú với hướng đạo sinh khi họ nghe rằng việc bán bánh quy sẽ tài trợ cho chương trình kết hóa gia đình. Rất có thể tin đồn này đã bắt đầu vào năm 2012. Và sau đó thì giám đốc điều hành Kathy Koenigsegg đã nói trên Today Show rằng tổ chức hướng đạo sinh nữ đã làm việc với các nhà thờ khác nhau giúp đưa các chương trình giáo dục giới tính đến với các cô gái chứ không có bất kỳ đề cập nào về việc hỗ trợ tài chính. Nhưng điều đó không ngăn chặn được một loạt các video lan truyền trên Internet. Ngọn lửa tiếp tục lan truyền nhanh hơn trên Fox News, nơi người ta thảo luận về việc họ phải quay lưng với những cô gái đi bán bánh quy vì những người này không ủng hộ kế hoạch của những hướng đạo sinh nữ vì lý do các cô gái còn quá nhỏ. Tổ chức hướng đạo sinh nữ cho biết rằng họ chỉ liên kết với một số tổ chức nhất định mang tính giáo dục và 1% từ tiền bán bánh cookie sẽ được họ giữ lại. Tuy nhiên,
nó vẫn khiến doanh thu của họ bị ảnh hưởng, dù rằng đến nay nó vẫn chỉ là những tin đồn mà thôi. 2. Gà KFC bị biến đổi gen. Để tiết kiệm tiền và tăng kích thước gà, gà rán Kentucky đã bắt đầu thử nghiệm di truyền trên vật nuôi. Họ đã bơm vào chúng đầy đủ các chất kích thích và thay đổi chúng để chúng không có mỏ, không có lông và mọc nhiều cánh. Đó là những câu chuyện ly kỳ lưu truyền trên Internet. Tin đồn này đã từng lan truyền khắp các bản tin và blog, trích dẫn theo đó là nghiên cứu của Đại học New Hampshire, mà người ta đã đưa ra những khẳng định rằng Đại học New Hampshire không bao giờ viết nghiên cứu đó, và bản tin đăng những câu chuyện này tất cả xuất phát từ một số công ty công nghệ ở Trung Quốc. KFC đã đệ đơn kiện các công ty này vì tội vu khống và thắng kiện. Họ cũng đã gửi một thông cáo báo chí thông báo cho công chúng rằng trên thực tế họ đã sử dụng các nhà cung cấp mà tất cả mọi người biết. 1. McDonald's và cuộc chiến với người Hồi giáo. Vì độ hùng vĩ mà có lẽ McDonald's đóng cửa là chuyện không thể nào, nhưng điều đó không có nghĩa là một số người không cố gắng làm cho nó lung lay. Mà thực sự McDonald's sai cũng chưa biết chừng. Cách mà McDonald's chuẩn bị khoai tây chiên đã dẫn đến một loạt các vụ kiện trong suốt những năm 1990. Nhiều người ăn chay đã cảm thấy bị lừa dối khi tin rằng khoai tây chiên là một sản phẩm hoàn toàn không có thịt. Một lá thư vào năm 1993 của McDonald's đã được sử dụng trong một vụ kiện. Họ đã trấn an khách hàng rằng sản phẩm được nấu chín trong 100% dầu thực vật. Thực vậy, dầu thực vật đã được sử dụng, tuy nhiên gia vị thịt bò cũng được sử dụng kèm, khiến khoai tây chiên không phải là thuần chay. Các vụ kiện đã kết thúc vào năm 2020 và McDonald's đã đưa ra lời xin lỗi, đồng ý trả 10 triệu đô la cho các nhóm ăn chay và tôn giáo khác. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp khác xuyên tạc về McDonald's và về những gì họ bỏ trong thực phẩm. Một gia đình Hồi giáo ở Alabama đã nói rằng những miếng thịt xông khói đã được bỏ có chủ ý vào một trong những chiếc bánh sandwich McChicken mà họ đặt. Còn McDonald's thì nói rằng đó chỉ là một tai nạn. Dù sao thì họ vẫn kéo nhà ra tòa để giải quyết vấn đề. Các bạn thấy chủ đề ngày hôm nay như thế nào? Có thú vị hay không? Hãy đóng góp ý kiến của mình ngay bên dưới cho BinTop các bạn nhé. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.